Anh trai này đang ngồi ăn dưa leo thì có một ông anh đi đến, nhẹ nhàng trao đổi đĩa dưa với đĩa ớt. Anh kia mải xem điện thoại nên cũng không hay biết, vẫn cầm lên bỏ miệng ăn như thường. Cắn một miếng to rồi nhưng biểu cảm ổng vẫn không thay đổi. Ông anh này tưởng ớt không cay thật nên cũng tò mò cắn theo nhưng đã dính chưởng. Nó dám lừa mình bây ạ.